Mà cái ngành này là cái thanh ngành thanh long hả? Cái này gọi là tổ ong. Tổ ong. Đấy. Đuôi này. Sụn này. Lưỡi. À nguyên cái lưỡi nữa kìa. 250. Vậy là đây là của cái nồi lớn. Còn nồi nhỏ đây. 200. Trời ơi, bỏ một cái là các bạn thấy cái nồi to mà nó đã nửa nồi rồi. Thêm cái miếng này vào. Giờ mới cho nước vào đúng không chị? Thơm cực kỳ nha các bạn. Thơm phức luôn các bạn ơi. 250 nha. Đó, có gân, có thịt, có nấm thùi gà. Đây là cái nồi lớn nha các bạn. Nồi nhỏ thì 200. Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình và Diễm đang có mặt tại hẻm 590 đường Cách Mạng Tháng 8 nha các bạn. Phía bên kia là công viên Lê Thị Riêng các bạn. Thì hôm nay mình cùng với tất cả các bạn tới đây để ghé vào một cái tiệm lẩu bò rất là nổi tiếng ở hẻm 590 đường Cách Mạng Tháng 8. Đó là tiệm lẩu bò Hạnh các bạn ạ. Thì cũng đã rất là lâu rồi mình không ăn lẩu bò, hình như cũng phải mấy năm rồi các bạn ạ. Thì hôm nay mình mới có duyên ghé vào cái tiệm này vào khoảng gần 5 giờ chiều. Thì bạn Diễm hôm nay tới đây thì có gì chia sẻ khi mà gặp cái tiệm này không? Xin chào các bạn. Thì phải nói là đúng như anh Dũng á, lâu lắm rồi tụi mình không có đi ra ngoài quán để ăn lẩu bò. Mà thường á là chỉ hay mua xí quách nè, này kia thì mình về mình hay nấu dùng cái nước đó xong mình sẽ cho rau vào ăn thôi. Chứ còn ngồi tại quán để ăn lẩu bò thì lâu rồi chứ em chưa có cảm giác đó. Và ngày hôm nay ghé đây thì cái quán này có một cái điều đặc biệt mà khiến Diễm ấn tượng, đó là nấu trong một cái nồi đất. Lẩu bò nồi đó không biết là tên chính xác là gì, nhưng mà Diễm đang lẩu bò Hạnh, nhưng mà Diễm đang đặt cái tên là lẩu bò nồi đó. Và bây giờ để mọi người cùng vào khám phá với Diễm nha. Thì các bạn có cái lựa chọn là khi mà tới đây ăn lẩu á, thì ăn no là có thể sang công viên Lê Thị Riêng để đi bộ tập thể dục cho nó xuôi xuôi bụng, hoặc là ăn bánh tráng trộn uống nước này kia. Thì bây giờ mình đi vào khám phá nhé các bạn. Đó, tiệm thì nằm ở một cái hẻm rất là lớn và gió cực kỳ mát luôn các bạn ạ. Đây là hẻm 590 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 11 quận 3 nha. Đó, lẩu bò Hạnh đây. Đây có những cái nồi đất rất là bự kìa. Ê chị. Đi. Ồ, ở đây là đặc trưng mình là bỏ vào nồi đất hay chị? Đúng rồi. Nhưng một nồi này là bao nhiêu tiền chị nhỉ? Nồi là nồi nhỏ 200.000. 200.000. Còn em thấy đây có cái nồi siêu to khổng lồ nè. Là 250. Ồ, là thêm có 50 thôi. Dạ, đúng rồi. À, tiệm mình là bán từ mấy giờ chị nhỉ? 2 giờ là bắt đầu dọn ra rồi em. Dạ. Em thấy ở trên cái đường Cách Mạng Tháng 8 này rất là nhiều quán lẩu bò, nhưng mà quán nhà mình là bán bao lâu rồi chị? 10 năm. 10 năm ở cái hẻm 590 này. Đúng rồi, ở đây là mình đang nấu như này là như nào đấy chị? Đây là lò nhỏ mình nấu cho sôi lên rồi mình lên cho khách. À, tức là khách đã gọi rồi, rồi. Thì mình bỏ ở đây. À, đây là cái nồi đất đấy các bạn này. Một nồi này là 200.000 nha các bạn. Đây là cái này là dạ dày, dạ dày mà cái nó có 4 ngăn, nhưng mà cái ngăn này là cái ngăn thanh long. Thanh long hả? Cái này gọi là tổ ong. Tổ ong. Ong. À. Đấy. Rồi cái này là phần thịt gì đó nè, này thịt nạc. Đây là cái cũng là cái phần nạc luôn. Nạc luôn. Này là sụn. Này là sụn này. Ủa cái đuôi kìa. Một cái đuôi như vậy là khoảng bao nhiêu tiền chị? Không ai ăn nguyên cái nào. Không ai ăn nguyên cái. À. Một phần là một tô vậy là một tô. Trong cái phần 250 là có luôn rồi đúng không chị? Có. Ổng lớn thì có đuôi, ổng nhỏ thì có đuôi. Cái món này là khoai khoai và xanh xanh này. Một sọ. Một sọ. Cái khoai này cực kỳ bở luôn nha các bạn. Mình thích cái khoai này lắm. Và có cả khoai khoai môn nữa. Lá các loại lá tía tô thì hành tây. Hành phi nhà làm. Bò viên này nhà có làm không chị? Bò viên cũng thịt tới da. À của cái này luôn. Này là gân này. Đuôi này. Sụn này. Lưỡi. À nguyên cái lưỡi nữa kìa. Rồi các loại rau nấm để mà mình ăn với lẩu các bạn. Và có cả đậu hũ này. Một chén này là bao nhiêu tiền chị? Kèm theo cho theo lẩu, cho dạ. Lẩu. Ví dụ mà kêu thêm thì bao nhiêu? 5.000. À. Để một cái chén như vậy nó khoảng một miếng luôn đấy. Cái này là lá mía nè, lá mía. À. Cái này là ăn nó béo béo các bạn, béo béo, nó ra rất là nhiều cái béo ở trong miệng mình đó. Đây cái lá mía. Một tô này là bao nhiêu tiền chị? 250. 250. Vậy là đây là của cái nồi lớn. Còn nồi nhỏ đây. 200. Đấy. Nhưng mà nồi 250 thì mới có đuôi bò nha các bạn. Hôm nay thì bạn Diễm muốn ăn nồi lớn hay nồi nhỏ? Chưa kịp hỏi xong là 250 rồi. Đây, cái này gọi là cái gì chị? Váng đậu. Váng đậu. Váng đậu. Váng đậu hủ kỳ á. À. Người ta gọi là đậu hủ kỳ. Đậu hủ kỳ người ta ăn chay cũng được không lỗi rồi. À đậu đây nè. Cho em coi thử nha. Ui. Một đêm là mình bán hết 2 bịch này hả chị? 4 5 bịch. 4 5 bịch.
nhiều khách họ thích gọi cái này để ăn thêm ấy. Trong này nước lèo. Dạ. Đấy, còn đây là cái nồi lớn này. À, trong này có rồi. Chị sắp sẵn này. Đây. Đây là nồi nhỏ này. Cái những cái nồi như này thì khoảng 2-3 người ăn. Còn cái này thì khoảng 3-4-5 người thì nó tùy cái sức ăn của các bạn. À, muốn ăn đồ ăn thêm thì mình gọi thêm. Mình thích cực kỳ cái nồi đất này luôn, các bạn nhìn nó rất là quen thuộc với mình nhé. Đấy. Nhưng mà sao người ta hay nấu bằng cái nồi nhôm mà quán mình là từ xưa giờ là bán nồi này đúng không chị? Nồi này. Dạ. Cô là 10 năm vừa rồi là mình chỉ bán vào nồi đất thôi đúng không cô? Bán hồi xưa giờ là nồi này không? Dạ. Từ nồi đất ăn nó thấy nó ngon mà nó lạ mà nó nóng dai. À, nhưng mà nó có hay bị vỡ không cô? Cũng có mà là cũng hiếm lắm. Hiểu. Mình chọn cái nồi phải nó mới bể. À. Là khi nào hiếm khi lắm nó vỡ các bạn ạ. Tại nó vì nồi sôi hoài. Nồi này là 250 này. Hồi nồi 250 này. Tại đồ dưới nhiều lắm các bạn ạ. Còn đây là cái nồi nước lèo đúng không cô? Đúng rồi. Mình nấu một nồi này có đủ cho một tối không cô? Mấy nồi lắm. Mấy nồi luôn. Nhưng mà con thấy có một cái điều thú vị là hình như ở đây là toàn là các cô các chị làm thôi. Không đúng thấy rồi, con trai luôn. Nhưng mà con thấy ghi tiệm là lẩu bò Hạnh. Thì không biết là Hạnh là tên cô hay là tên là cô. À, cô là khai sinh cái quán này. Nãy mình vào cô á, mình hỏi ai? Cô bảo cô người làm các bạn. Đợi chủ về cô người làm. Thì ra đây mới là chùm cuối các bạn. Chùm. Làm sẵn hết rồi là có mấy đứa em nó làm, cô dạ. Cũng chạy vòng giống như nhịn này nhịn kia. Nhưng mà có bao giờ mình ước chừng được là một đêm mà đông khách nhất là mình bán bao nhiêu nồi không? Không đếm được, chỉ đâu. Là mình chỉ đếm cái lượng đông quá nó rối lắm. Đông quá đâu. À bên này là mình khu vực gì đấy chị? Đây để mình cho các bạn coi này. À, từ bên kia lại tới đây là cái khu vực để chuẩn bị này, bàn ghế rồi nước chấm, đồ ăn thêm. À, cái này bắt buộc là khi phải có ăn lẩu bò, đó là chao với sa tế. Đấy, cái này mà các bạn chấm miếng bò vào tuyệt vời luôn. Còn đây là đậu hũ 5.000 một chén. À, ăn lẩu bò thì thường thường hay bỏ hột vịt lộn vào. À, đấy. Kêu hai quả, bữa kêu là trái mọi người không. Đấy. Chứ. Còn đây là cái sợi phở này và cái mì trứng. Đấy. Đây là cái combo trong một cái nồi lẩu các bạn ạ. Như này. Đấy các bạn nhìn thấy gió như vậy là các bạn biết là gió ở đây cực kỳ mát luôn. Rau rất là sạch sẽ này các bạn này. Rửa khô ráo bỏ vào đây. Đây mình lại mình gặp cô Hạnh xem là có cái nồi nào đặc biệt đó, nồi 250 không? Cô nồi gọi là nồi nào mà siêu VIP ở đây là đây mà sản phẩm bao nhiêu tiền hả cô? Đó là do mình order. Do mình order thêm. Do mình ăn rồi tại vì mình bán giá sẵn là vậy. À, dạ. Bây giờ em muốn ăn như thế nào thì mình dặn. Dạ. Mỗi kêu mỗi phần gọi thêm đó. Mình cứ nhưng mà thường thường mọi người ăn là nó có ai kêu thêm nhiều lắm không chị? Có em tùy. Có 300 đi đông người. Người ta ăn thêm, người ta kêu cái lẩu lớn rồi người ta kêu thịt thêm. Dạ. Kêu nồi lẩu 250 xong kêu thêm 500 thịt bò nữa. cũng có luôn. Cũng có. Nhưng mà quán mình bán trễ nhất là tới mấy giờ chị? Trễ lắm là tầm 10 giờ 10 giờ rưỡi. Dạ. Có khi trễ hơn, có khi nhiều khi còn vướng khách ngồi á. Là mình cũng chiều khách luôn. Đúng rồi. Khi nào người ta về thì mình đúng mới rồi. Đóng. Nhưng mà dịch này có ảnh hưởng nhiều không ạ? Có em, mình bán hạn chế đâu có không được đông, tụ tập đông đâu. Ủa em thấy như này mà còn đông hơn nữa cơ. Nếu mà ngày đừng có dịch thì nó còn đông nữa. Ồ. Cũng thấy giãn cách ra. Giãn cách, nhưng thật ra cái không có bán là tầm 9 giờ là mình phải tranh thủ rồi. Tức là khoảng 9 giờ bắt đầu mình ngưng nhận khách rồi. Hạn chế mình không có bia rượu, không có bán. Bây giờ là chỉ được ăn chứ không được nhậu các bạn ạ. Giãn ra. À cái này mình có bán ăn về không ạ? Đúng rồi, có bán về. Có app gì không hay là mình cứ gọi điện thoại thôi ạ? À? Không, mình không có đăng ký app. À, mình gọi điện thoại nào? Gọi điện thoại, số điện thoại. Cái số cho cái tủ đúng không chị? À. Tụi chị làm xong rồi đặt Grab giao tới. Dạ. Ở đây thì các bạn nãy giờ mình thấy rất là sạch sẽ gọn gàng luôn, đặc biệt là thích cái nồi đất này mình rất là ưng luôn. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà tốt nhất thì các bạn cứ tới đây ăn để thưởng thức một cái nồi lẩu bò ở trong cái nồi đất đó, thì hương vị nó sẽ tuyệt vời hơn nữa. Giờ mình gọi thôi. Dạ. Bây giờ chị cho em một cái nồi 250 đi chị. Rồi. Đấy. Cho em hai quả hột vịt lộn. Thêm hột vịt lộn nữa. Dạ. Cái này là phần bao nhiêu đi chị? 250. À, là chị có cân lên đầy đủ nha các bạn chứ không phải là áng chừng đâu. Là khoảng bao nhiêu nửa ký không chị? Nửa ký chưa? Trời ơi, bỏ một cái là các bạn thấy cái nồi to mà nó đã nửa nồi rồi. Đấy. Chất lượng các bạn ạ. À, thêm cái miếng này vào. Thêm một miếng này là 5.000 hả chị? Vâng.
À cái này toàn cho thôi. Trong cái phòng chỉ là gọi thêm ấy. Gọi thêm các bạn. Gọi thêm mới tính tiền. Diễm ra bàn, Diễm chọn bàn như Diễm ngồi chờ đó. À đây. Trời ơi, có cái lá tía tô vào nó thơm đúng không ạ? Đấy. Ở đây là các chị bày sẵn lên các cái nồi đất này rồi. Khi mà các bạn gọi là sẽ bỏ lên cái bếp than kia kìa. Đấy. Giờ mới cho nước vào đúng không chị? Đây. Thơm cực kỳ nha các bạn. Mình nấu khoảng bao lâu mới đem ra chị? 3 phút. 3 phút đã sôi rồi, chị mang ra tới. Ở đây em thấy có khoảng 4 cái bếp than. Mà nhiều khi khách vào đông là có khi lại không kịp với chị nhờ. Đúng rồi, em liên tục luôn. Liên tục 2 hàng luôn. 2 hàng làm luôn là 8 bếp. Mấy tháng thì chị ở nhà cũng buồn chị nhờ. Buồn quá, buồn luôn. Bây giờ được bán là ai cũng mừng các bạn ạ. Mọi người đều được đi ra ngoài để thưởng thức món ngon. Chủ quán thì được phục vụ khách. Đấy, đây là nồi này. Đây lại để nắp lại. Mình kêu cái là chị ngồi chị thổi khoảng 3 phút. Sau khi nào nó sôi nóng lên thì mới đem ra bàn các bạn. Thì rất lâu rồi mình mới nhìn thấy cái kiểu phục vụ như này. Rất là dễ thương các bạn. Bình thường thì các bạn hay dùng bếp ga, nhưng mà ở đây dùng than hết. Cả chục nồi mà lúc thì mình thổi có kịp không chị? Chị làm cái thủ công các bạn. Nếu mà bình thường bếp ga thì quá dễ dàng rồi. Thì khi đó mình chất đầy than hết rồi là than bắt đầu nó lửa lên rồi. À. Thì mình cứ bưng cái này đi thì về là mình bưng cái khác liên tục vào. Dạ. Cũng không có chờ lâu. Cũng không lâu lắm mà nó cực cho người làm các bạn ạ. Đúng rồi, vậy thì nó mới được, ngon được. Được cái là nó ngon. Để chốt Ngọc làm. Đấy. Xưa ở quê là mình cũng hay dùng cái quạt này để thổi này. Tay. À. Hồi đó là quạt tay. Lấy cái quạt này cái quạt lại. Mà làm số lượng nhiều quá mình đi sắm được mấy cái này. Cái nó đỡ. Làm 10 năm mà quạt tay vậy có khi là quạt tay, hồi đó là quạt tay hết. Đấy, nồi lẩu mình được rồi đó. Bây giờ sẽ bê ra này. Bê cái này ra bàn luôn. Đây là cô chủ quán cô Hạnh nha các bạn. À, trước mặt các bạn là nồi lẩu bò 250k mà hôm nay mình cùng với tất các bạn thưởng thức ở quán lẩu bò Hạnh nha các bạn. Thì 250.000 nó bao gồm một nồi lẩu như này đang sôi, cẩn thận nóng nha bạn Diễm, và kèm với đó là mì này, rồi bún này, đậu hũ này, rau này, riêng cái này và cái trứng vịt lộn là mình kêu thêm nha các bạn. Trứng vịt lộn là 8.000 một trái, còn những cái đồ này này kêu thêm là 5.000 một chén. Bây giờ bạn Diễm sẽ mở ra xem là cái nồi lẩu nó sôi như nào. Mở nắp ra là hết hồn. Đây, Diễm sẽ cho các bạn xem nè. Cái nắp có nóng mà Diễm? Không. Không nóng luôn. Cầm rất là thoải mái luôn, nó hơi ấm ấm nhẹ thôi. Trẻ em thì là lưu ý thôi chứ người lớn thì vô tư. À. Yeah. Wow. Nóng. Mọi thứ nó đang nằm ở dưới hai cái miếng này, bạn Diễm gọi là miếng gì? À, tàu hũ kỳ. Tàu hũ kỳ. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem là ở đây có gì nha. Đấy. Hành phi nè, tàu hũ kỳ nè. Wow. Thơm phức luôn các bạn ơi. 250 nha. Đó, có gân, có thịt. Có nấm thùi gà. Khoai. Mình nghĩ mà 250.000 gồm những nguyên liệu như này và đặc biệt là cái nồi lẩu như này thì tuyệt vời, hợp lý các bạn ạ. Đây. Nếu như các bạn muốn tiết kiệm thì có thể gọi nồi 200 thôi. Ví dụ như là đi hai người, thật ra theo 200 cũng được, xong rồi sau đó mình gọi gì thêm. Nhưng mà mình vẫn có muốn quay một cái nồi đầy đủ hết để cho các bạn xem nè. Ôi, đã chưa? À. Ê, thịt nạc nè. Đấy, siêu chất lượng luôn. Ở đây là sẽ còn hai cái trứng hộp vịt lộn. Bữa kêu là trái với mọi người nói quá trời luôn. Vì ra thì cái từ gì á nó đơn giản nhưng mình cũng hiểu là được rồi các bạn ạ. À. Nhiều khi là các bạn đừng có khắt khe tội Diễm. Mình nghĩ là cái hột vịt lộn này mình gọi là trái vịt lộn thì cũng không có gì là sai hay là đáng phải bàn cãi cả các bạn ạ. Đôi khi là các bạn họ gọi là hột vịt lộn hoặc là quả vịt lộn hoặc là trái vịt lộn, thì đối với mình ở trong Sài Gòn rất là lâu rồi mình gọi là trái vịt lộn, thì mong là các bạn thông cảm, đó là cái thói quen mình gọi thôi. Riêng đối với cái món lẩu bò này thì rất là hay bỏ hột vịt lộn vào đúng không bạn Diễm? Đúng rồi, vì ăn nó cũng
Bây giờ mới là hơn 5 giờ chiều ở Sài Gòn đấy nhé các bạn. Và đằng sau lưng mình á, là công viên Lê Thị Riêng. Xong. Giờ sẽ cho cái trứng hồng vịt lộn nó chín là mình có thể ăn nha. Đấy, mình đậy lại. Khi mà hộp vịt lộn nó chín rồi thì mình sẽ bỏ các cái này vào. Đó. Mình cực kỳ thích ăn đậu hũ luôn. Thì ở đây có một chén này. Và cái khoai này này. À, mình cũng không nhớ chính xác nó là cái tên khoai. Khoai sọ, khoai môn. Gọi là khoai môn thì đúng hơn hay sao ấy. Nhưng mà cái khoai này ấy, nó cực kỳ bở luôn nha các bạn. Rất là ngon. Đây là địa chỉ của quán lẩu bò hạnh nha các bạn. Hẻm 590, đường Cách Mạng Tháng 8, phường 11, quận 3. Thì bạn nào muốn gọi để đặt hàng hoặc là hỏi bất kỳ thông tin gì thì gọi qua số này nha. Đấy. Bây giờ bạn Diễm sẽ bỏ đồ vào. Thơm lắm các bạn ơi. Đây, soi rồi đây. Bây giờ mình sẽ cho rau cho mì vào nha. Đây có hai bát mì. Đó là phở bò thì mọi người ít. Đây là gọi là lẩu bò á, có thì có cho sợi phở nhưng mà Diễm khuyên thật với mọi người nha. Cái mì này ăn rất là ngon. Diễm cảm giác nó ngon hơn cái sợi phở. Nên là mọi người thử xem thế nào nha. Diễm sẽ cho hai bát vào luôn. Ăn lẩu bò thì mình thích cái mì trứng này hơn các bạn này. Khoai gọi thêm thì cho vô luôn. Đây một cái nồi gọi là siêu chất lượng. Đấy. Đây, tới một chén đậu hũ. Bạn Diễm nghĩ là mình và Diễm ăn có hết nồi lẩu này không? Chắc khoảng ăn hết 80%. Còn 20% đem về tối ăn giọng thêm. Đấy, chưa bỏ rau đã đầy rồi. Mình nhắc lại đây là cái nồi lớn nha các bạn. Nồi nhỏ thì 200. Còn nồi lớn như vậy là 250. Mọi người đi đông người thì mình sẽ gọi thêm đồ ha. Còn đây là Diễm có một cái mà Diễm rất là ấn tượng luôn á, là cái dĩa rau rất là nhìn rất là xanh nha, sạch. Và các bạn coi này, rau má này kia là làm rất là kỹ chứ không có bị úa, không có bị phải là hàng không chất lượng. Mọi người xem này, đó, cải xanh sạch. Trong này sẽ có 3 loại là cái phần cải đắng nè, rồi mồng tơi và rau má là 3 loại. Hồi nãy á, Diễm khăn giấy với lại là trứng á, mình là mọi người thấy Diễm khơm ở dưới để dưới, nhưng mà thật ra là Diễm đang để một cái ly để đựng rác ở dưới rồi nha. Nên là mọi người yên tâm. Bây giờ nó sôi đều như này là mình có thể ăn được rồi nha các bạn. Tại vì mọi thứ đã nấu chín rồi. Nguyên liệu từ rau cho tới các cái nguyên liệu về bò tươi ngon các bạn. Đấy. Mình cảm giác thì mình thấy nó gần gũi các bạn. Đây cái chén này có vẻ nó hơi nhỏ bạn Diễm ha. Đề nghị chắc chỉ có mỗi cái là mình đề nghị là cho cái chén to hơn. Nhưng mà bạn Diễm có để ý là cái chén này cũng giống như là chén kiểu ngày xưa á. À, chén này là chén sành, chén sành đúng rồi. Bây giờ về quê chưa chắc chị tìm được cái chén này nha. Bây giờ mọi người á, hiện đại cho nên là như là sử dụng sứ là chủ yếu. Nồi đất và ăn vào cái chén này, một cái kiểu ăn mà nó gợi nhớ cho mình nhiều kỷ niệm về ngày xưa đúng không anh? Đặc biệt là không biết ở ngoài Bắc thì như thế nào, nhưng mà miền Tây của Diễm là ngày xưa thời năm 2000 đó là nhà Diễm vẫn còn xài cái chén này nè. Đây cái tàu hủ tiêu nè. Nóng hổi luôn. Đuôi bò này. Thơm quá. Cái nước lẩu đây rất là thơm nha bạn Diễm nha. Đấy. Nãy giờ Diễm cũng nuốt nước miếng rồi. Anh Dũng biết sao thơm không? Tại vì có sử dụng cái lá tía tô nữa, cho nên nó dậy mùi, đặc biệt là bò với dê mà có lá tía tô vô nó thơm lắm. Đây mỗi chén của Diễm nè. Đây là nước chấm nha. Đây mình sẽ chấm với chao và sa tế nha các bạn. Cẩn thận nóng nha bạn Diễm nha. Một miếng nước nha. Mời cả nhà nha. Thơm rất là đậm đà, mà phải nói là lâu rồi mình mới ăn lại. Trước đây thì Diễm từng ăn một cái quán bên Sư Vạn Hạnh mà lâu lắm rồi không ăn, mà hôm nay mới được ăn lại. Cái nước rất là thơm, rất là ngon luôn á. Ok,
Nếu mà mọi người muốn nó mềm hơn thì mình cứ để trên bếp lâu hơn một chút. Tại vì ở đây các bạn cái nồi than này cực kỳ nhiều luôn. Các bạn có thể ngồi ăn ở đây cả tiếng, 1-2 tiếng mà nó vẫn còn than. Nhưng mà Diệp đánh giá cao cái phần nước lẩu. Nước lẩu ngon, vừa phải, thơm đậm đà, không bị mặn. Không mặn, không nhạt. Bạn Diễm là review trước nên là đang rất là nóng. Còn cái chén của mình các bạn, trong lúc bạn Diễm ăn là cái chén của mình nó nguội dần là vừa rồi. Và đối với Diễm thì Diễm thấy là cái nồi này 250.000 là đáng để ăn, đáng để các bạn thử. Nếu mà các bạn nào mà yêu thích lẩu bò, vì hương vị ngon mà cái không gian ở đây nó cũng rất là thoáng đãng nữa. Mà đặc biệt là nó cứ gần gũi, nó chân chất sao à, gọi là lẩu bò trong hẻm. Nhưng mà cái hẻm này cực kỳ rộng đúng không bạn? Và nó nằm ở dưới cái chung cư nữa nên là mát cực kỳ. Thì Diệm ăn thử miếng khoai nha. Cẩn thận nha, khoai này nóng lắm đó bạn Diệm. Cái nồi này nó giữ nhiệt mạnh á. Cẩn thận nóng nha. Khoai nó bở ghê quá. Khoai này rất là bở luôn. Phải nói thật lòng là mình không nhớ chính xác cái tên, nhưng mà mình ấn tượng rất mạnh về cái khoai này từ lâu lắm rồi. Từ bé mình đã được ăn cái khoai này rồi. Có nơi Diễm ăn thì là người ta chiên. Người ta chiên sau đó mình sẽ bỏ vào đây. Còn cái này thì Diễm cảm giác là họ hấp. Cho nên là cái miếng cái khoai ấy, các bạn ăn các bạn sẽ không có cảm giác nó bị ngậy quá. Nó không có phải là chiên mà người ta hấp mềm, hấp bở ra xong mới cho vào lẩu thôi. Và Diễm đánh giá là bao nhiêu điểm với cái nồi lẩu này? Nếu mà nói về một cái quán lẩu bò ở vỉa hè đường phố Sài Gòn với giá 250.000 thì Diễm cho điểm tuyệt đối, thật sự tuyệt đối luôn, tuyệt đối, không có gì để chê. Và là thêm một cái nữa là ấn tượng là từ hương vị này, không phải đói quá đâu các bạn, nhưng mình thêm thấy cái nữa là ở đây là những người phụ nữ bán hàng, và mình thấy những người phụ nữ đó là làm ở đây không có người đàn ông nào phụ, từ các khâu công đoạn luôn, mà đặc biệt là cái người bưng nước ra cho mình ấy là một cô bé kìa đang đứng bên kia kìa, mới có 7 tuổi thôi mà cực kỳ sành điệu luôn các bạn, dễ thương cực kỳ luôn á, dễ thương lắm. Đấy, thì mấy cô cứ nhẹ nhàng đều đều làm vậy thôi, gọn gàng sạch sẽ từ nguyên liệu cho tới chén đũa các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ ăn cái chén của mình nhé các bạn. Bò viên, bạn gì ăn bò viên à? Mà nóng lắm, lấy ra thì cho nó nguội. Thực ra là mình cứ ăn vừa lấy ra thì nó ngon hơn, nhưng mà như mình ấy thì mình lấy mình vừa quay nữa nên là mình lấy sẵn ra như vậy để nó nguội bớt thì dễ ăn hơn các bạn ạ. Đấy. Nóng nha. Bò viên thơm, mềm, không bị cứng, không bị dai, nghĩa là không phải sử dụng bột đó các bạn, bột làm cứng đó. Mà các ăn cái hương vị bò rất là mạnh. Thật ra quán này hôm nay là anh Dũng là cái người nhìn thấy là quay đầu xe các bạn, quay xe. Nên là Diễm cũng không đi ngang qua mà mình không để ý, mà anh Dũng nói là hãy là ghé hôm nay ăn lẩu bò đi. Thì mình thấy là một quyết định đúng đắn đấy. Đây là cái chén của mình nha các bạn. Mình sẽ trộn đều cái chao và sa tế. Sau đó mình chấm một miếng bò vào luôn. Thử luôn các bạn ạ. Cái miếng nãy giờ là mình để nguội á. Mình để trên cái mặt chén nó nguội rồi. Chấm vào đây. Mời các bạn nha. Miếng thịt bò rất là ngọt, thơm. Và thịt nó dai dai, không quá dai các bạn. Nó làm cho mình có cảm nhận là thịt bò ngon, chất lượng. Ngon quá. Các bạn thấy là mì ở bên dưới vẫn còn nóng bốc khói ấy. À, mời các bạn nha. Chén hơi nhỏ. Chén hơi nhỏ các bạn ạ. Cái chén này là chén ngày xưa mà. Đây là phong cách phục vụ quán rồi.
ăn vào chén nhỏ như này nó mới lạ các bạn ạ. Anh Dũng là người thích đậu hũ, mình sẽ cho anh Dũng ăn miếng đậu hũ này xem có gì khác biệt không. Đây là bò viên, mời các bạn nha. Bò viên đúng như bạn Diễm nói, mềm, thơm, không bị dai cứng đúng không? Không bị dai. Có nơi mình ăn cảm giác hơi bột á, hơi bột hơi cứng, không có bị thơm với mùi bò lắm. Cái mì này mà mình bỏ vào nước lẩu á, nước lẩu bò á, nó thấm cái độ béo, độ ngọt, độ thơm của nước lẩu bò vào, sợi mì cực kỳ ngon luôn các bạn. Đây là một miếng thịt bò này. Ngay từ khi mình ăn vào cái miếng thịt bò đầu tiên, mình đã cảm nhận được đây là thịt bò chất lượng nha các bạn. Ngon quá. Chấm vào chao nó càng béo thêm nữa các bạn. Hút miếng nước lẩu nè. Cực kỳ vừa ăn luôn. Nước lẩu vừa luôn nha các bạn ạ. Không cần phải pha, phải nêm nếm gì. Chính vì vậy mà các bạn thấy là trên cái bàn này không hề có một cái gì để nêm hết. Nó vừa luôn rồi. Mọi thứ là vừa vặn luôn rồi. Trừ khi bạn nào mà muốn thay đổi gì đó quá đặc biệt thì mới cần nêm thôi. Bạn Diễm lấy thêm chén nữa ha. Mình định bước ra. Bước ra để cho mọi người dễ thấy luôn. Mình ăn cái nào cái mình gấp ha. Đấy. Phải nói là ngon tuyệt vời các bạn ạ. Mình khẳng định với các bạn đây là một quán lẩu bò chất lượng. Với giá 200 đến 250 ngàn như này thì mình không có gì để chê về chất lượng cũng như giá cả. Ngon, sạch và giá phù hợp. Người bán dễ thương nữa các bạn. Người bán cũng dễ thương nữa. Cực kỳ nhiều bò nữa nha. Còn hai cái trứng là mình gọi thêm đấy. Bước ra về để mọi người xem. Thật ra ông, mình cũng nói đi nói lại, hình như là clip nào cũng nói về cái chuyện là ẩm thực là khẩu vị của từng người. Giống như là mình quay cái quán bò mình nói ngon thì các bạn tới ăn thử, nhiều khi là các bạn có thể thấy ngon hoặc không ngon tùy vào cảm nhận của mọi người. Nhưng mà hy vọng rằng các bạn khi mà xem video á, mình hãy nhẹ nhàng thôi các bạn ạ. Mình đừng quá khắt khe mà xét nét các bạn ơi. Thực ra ẩm thực nó là cái thưởng thức riêng của từng người, cảm nhận của riêng của từng người. Mình là người đi quay để các bạn xem giải trí. Và các bạn nếu như có nhu cầu hoặc là thèm thì mình tới mình thưởng thức. Thì có thể mình thấy ngon, các bạn thấy không ngon. Tại vì nó là mỗi cái cảm nhận riêng của từng người mà. Với lại là tụi mình cũng cố gắng là đi tìm mỗi ngày là mình dành cái khoảng quỹ thời gian để mình tìm những cái món ngon, những cái quán ngon để mình đi quay. Chứ không lại không ai là đi tìm cái quán dở các bạn ạ. Lại là mình đi vô mình ăn mình phải tâm lý thoải mái, chứ đi vô mình cứ xét nét mình tìm cái để mình chê. Chủ quán coi được clip, chủ quán vài bữa không cho quay lại ăn luôn. Chính xác đấy mà. Các bạn cứ bảo mình chê nhưng mà như bạn Diễm nói á, mình tìm quán ngon để mình quay. Và thứ hai nữa là mình tìm cái hay để mình nói, chứ không phải là mình vào mình chê quán các bạn ạ. Nếu mà mình chê thì chỉ được 1-2 lần và sau đó không ai dám cho mình vào quán nữa đâu. Nhưng mà hôm nay mình ăn mình thấy ngon. Và quan trọng là nó ngon thực sự. Mình chỉ tìm những quán ngon để mình review thôi. Trời ơi, nãy giờ gấp mà không thấy thịt bò. Bò quá trời luôn này. Chủ yếu là bạn Diễm ăn nha các bạn. Mình thì mình review chút chút thôi. Tại vì mình ăn mà mình không lên mặt thì các bạn xem nó cũng hơi không được trọn vẹn lắm. Đây, bạn Diễm cho mình thêm nước này, thêm bò này. 250 ngàn là nãy giờ là mình ăn hai chén rồi. Thì mình múc ra vẫn còn được một dĩa các cái đồ này. Đó. Ngoài ra mình còn rau mình bỏ vào này. Rau cực kỳ tươi và sạch luôn. Phải nói là các cô đây làm cẩn thận các bạn. Nhưng chu đáo. Theo Diễm thì nếu mà bạn đi hai người nha, nhưng mà đói thì vẫn cứ nên kêu 250 đi. Diễm thấy ăn 250 là nó ok đó các bạn. Đấy. Còn đây là chén của bạn Diễm này. Cái món lẩu bò này chấm với chao là cực kỳ hợp nhé. Thậm chí là dê á. Đúng rồi, dê cũng vậy. Nó béo. Và mình nghĩ cái chao này đã được các cô pha ra rồi. Nó không phải là cái chao nguyên chất trong lọ mà dầm ra nữa. Nó không mặn và nó không có cái vị, nó không quá nồng nữa, nó vừa. Đấy. Bao tử bò. Cái này là khăn lông này. Chắc mình cũng làm một miếng luôn các bạn ơi. Ăn trong cái dĩa này để các bạn cùng cảm nhận với mình. Đấy. Bây giờ là lên đèn này đó. À có anh con trai này. Đã thấy anh con trai đầu tiên. Tháo sửa đèn. Đây, chấm vào chao này. Đây. Mời các bạn nha.
Ngon ha. Em nghĩ cái lý do mà người ta không hầm mềm tươi ra là tại vì ăn lẩu là hay ngồi lai rai á, thì mình cho vào xong nó mềm từ từ á. Em thích cái bò viên ở đây lắm. Cái bò viên ngon. Cô Hạnh là cô đang đứng sau đó bạn, là chủ quán đấy. Mà lúc đầu mình vào cô bảo cô người làm thôi. Đậu hũ này mềm. Mà theo Diễm quan sát thì Diễm thấy là được trong cái thời gian mà để giữ cho khách á, thì sẽ được để trong cái xô đá, cái xô có nước, rồi có để đá trong đó nữa. Thì mình nghĩ đó là cái cách mà người ta bảo quản á, nên là cái miếng đậu hũ ăn rất là ngon. Mọi người thấy không? Đậu hũ là món khoái khẩu của mình đấy. Mềm. Đặc biệt là cái đậu hũ tươi mà đậu hũ chưa chiên như này này, mình bỏ vào các cái nồi canh, nồi lẩu ăn ngon lắm các bạn. Đây là hột vịt lộn này. À. Ăn hột vịt lộn á là mỗi một tuần mình ăn vừa phải thôi á, là nó tốt cho sức khỏe nè, nó không trị bệnh đau đầu á, theo đông y á. Bạn Diễm hay quá nhỉ, giống thầy thuốc đông y. Rồi á, trong nồi lẩu bò này là có rau xanh nè, rồi đặc biệt là có rau má, rồi lá tía tô, rồi nó cũng lá tía tô thì giúp giải cảm nha các bạn. Rau má thì giúp thanh nhiệt giải độc. Lẩu bò, bò thì tăng cường sức khỏe. Dạ. Còn nếu mà muốn khỏe nữa thì các bạn mua hải sản của Diễm nha. Liên quan quá. Đang lẩu bò mà nhảy qua hải sản Phan Diễm các bạn. Thực ra là mấy hôm nay bạn Diễm bán cũng khá là chạy đúng không bạn Diễm? Bật mí với các bạn là Diễm sắp chuẩn bị có cái mặt hàng siêu hot, siêu ngon luôn. Mặt hàng của Việt Nam. Ngon ha. Thực ra là mình nói với các bạn á, là mình lấy ra ngoài ra cái dĩa như này này, để các bạn nhìn thấy cho rõ thôi. Để trong cái nồi lẩu các bạn nhìn không rõ, chứ để trong này này, nó vừa nóng, mình ăn miếng nào mình gắp ra miếng đó là ngon cực kỳ. Nó còn nóng nóng, mình thổi, mình vừa thổi vừa ăn. Nhất là trong cái thời tiết buổi tối á, nó gió rất là mát như này nữa. Sài Gòn mấy hôm nay là ban ngày nóng cực kỳ, bạn, nắng rất là gắt, nhưng mà buổi tối thì lại trời mát mát, mình cảm giác mùa Noel đang tới rất là gần nữa, chuẩn bị tới Noel nữa. Cái này là cái miếng tàu hủ kia đúng không bạn? Tàu hủ kia hay nấu một trứng chai á. Ngon quá. Bây giờ mình sẽ thưởng thức một cái miếng gân nha các bạn. Đây là miếng gân này sụn đấy ha, vừa gân vừa sụn các bạn ạ. Đấy, chấm vào đây. Mời các bạn nha. Dai hả? Cái này là xương. Cái gân cô hầm vừa mềm tới luôn. Nó không phải là dai nữa, mà nó chuyển sang mềm mềm rồi. Ăn rất là béo. Nếu mà cái gân các bạn hầm nó đang còn dai á, thì ăn nó không béo đâu. Đây. Chấm vào chao. Rất là vừa, anh Dũng ăn chất mình lỏng. Mời các bạn nha. Ngon quá. Mình ăn thêm miếng mì nữa. Này, anh Dũng phải ăn thử cái đuôi bò nha. Chấm mày kiếm nha. Mình rất là thích ăn cái mì mà để mềm mềm một chút đó. Nó ngấm nước và thơm đúng không ạ? Này, cái gì mà ăn thử cái đuôi bò xem là nó mềm không nha. Ngon quá. Không, cho Diễm trừ lại nửa điểm nha, 9.5 thôi. Tại sao? Vì nó mềm hơn rồi. À, đuôi bò chưa mềm lắm hả bạn? Nhưng mà những anh mà những người mà thích ăn hơi giòn giòn á thì lại thích, cho nên bởi vì nó là ẩm thực và khó nói. Có người thích mềm, có người thích dai. Ví dụ như gân ấy, mình vẫn hay rất thích gân mà hầm mềm nha. Nó béo, nó thơm. Nhưng có người là thích gân nó chỉ vừa tới thôi. Thì đây là cái đuôi bò mà bạn Diễm nói là nó còn dai này. Mình xin phép cầm tay nha. Đấy, đuôi bò đó các bạn. Thì có nước chấm là ngon, khoan không? Đấy, mời các bạn nha. Nó không mềm, nó không ngon. Một miếng hết luôn à. Cái này là mình nghĩ là vừa phải bạn nhớ. Cái da của cái đuôi bò này nó không phải là quá dai nữa mà nó chuyển sang giòn giòn rồi, rất dễ ăn. Miếng đậu hũ của mình nha các bạn. Đấy là nó nguội rồi. Chấm chao nha.
rau ngon, rau tươi ngon. Đủ cũng ngon quá. Đây là gân nè. Ngon quá các bạn ơi. À, để mình ăn thử miếng khoai nha. Đó, đây là cái khoai mình rất là thích này. Nó bở lắm các bạn ạ. Bở và thơm, béo nữa. Ngon quá. Thịt bò phải nói là thịt bò chất lượng các bạn. Mình nhấn mạnh rất nhiều về cái này. Tại vì thịt là cái nguyên liệu quan trọng trong nồi nấu bò rồi. Mà thịt nó ngon, nó chất lượng thì các bạn yên tâm. Đây là một cái phần của trứng vịt lộn này. Đó. Chấm vào chao luôn. Mời các bạn nha. Ngon các bạn. Ở đây mọi người nhìn cái nồi nè. Nhìn cái đồ trong này nè, các bạn biết là cái nồi lẩu 250 mà gọi thêm mấy phần nữa mà ăn gần là gần cạn kiệt như thế này là mọi người biết là cái quán nó ngon rồi đó. Mình phải nói là đây là cái quán lẩu bò xứng đáng để các bạn nếu như thèm có thể tới để thưởng thức ở trên đường Cách Mạng tháng 8 này. Bây giờ thì bạn Diễm và mình sẽ tiếp tục tập trung ăn hết cái này nhé bạn. Nãy giờ thì mình nghĩ là cũng review khá là đầy đủ rồi. Tí nữa mình sẽ sang bên kia để mình xem các cô làm tiếp nha. Ở bên góc bên này này. Đây là cái bàn mình vừa ăn xong nhé bạn. Thực sự là mình ráng lắm rồi nhưng mà vẫn không thể ăn hết sạch cho các bạn. Vẫn còn một vài phần bò trong đó. Và nồi vẫn còn sôi luôn. Bạn Diễm thấy sao bạn Diễm? Đủ sức sang công viên Lê Thị Riêng chơi chưa? Nó quá trời cũng về ngủ. Đây bên này là khu vực cô Hạnh làm đây này. Phải nói là một cái nồi lẩu bò chất lượng các bạn. Cô Hạnh đó. Cô Hạnh ngại hả cô? Cô có hay lên hình không mà ngại cô? Không, cô có lên hình. À, thảo nào. Cô bảo cô người làm. Tới là tới hỏi cô chủ. Em nhìn vô không biết cô Hạnh luôn á. Đúng rồi. Trong dòng người không biết luôn. Cái nồi lẩu bò ngon quá chị ạ. Cái nước bò nó cực kỳ vừa luôn, mình không phải nêm nếm gì nữa. Và thứ hai nữa là bò nó còn dai dai vừa vừa. Nếu mà muốn mềm thì mình nấu thêm chị ha. Đấy. Đây là chị đang nấu cái nồi 200. Đấy. Đây các bạn nhìn này. Nãy là mình chưa quay được cái này cho các bạn xem này. Lửa như này thì sôi sục sục luôn. Đây là những phần rau mà nãy giờ mình ăn các bạn. Cứ một nồi là một mâm như thế này. Đấy. Nồi này là bao nhiêu đi chị? 250. 250. Bình thường mua mang về thì mình có cho thêm nước lẩu không chị? Không, cho nhiều. Nhiều hơn bình thường đúng không chị? Bằng 3 cái lẩu ở đây á. À, nước lẩu là gấp 3 lần ăn tại quán luôn. Tại vì mua mang về thường thường mọi người hay ăn ở nhà á, thì nước lẩu nó sẽ ăn nhiều hơn các bạn. Ở quán thì mình còn có thể gọi thêm, mua về nhà thì thôi mình cứ lấy nhiều cho chắc. Mua về rất là nhiều. À đây, chị bắt đầu lên này. Đây là nồi lớn đấy chị ha. Đấy. Mình thấy thường thường mọi người ăn cái nồi 200 này rất là nhiều này. Kiểu như là đi hai người ấy, mình cứ thấy hai người ngồi một bàn, hai người ngồi một bàn. Đây là các bạn nhìn đây này. Đó, cứ hai người ngồi một bàn nên là gọi nồi 200. Nên là Diễm nghĩ là chắc là sẽ nó cũng là cái duyên để mà mấy ngày tới mình lại quay trở lại đây ăn tiếp. À, riêng ngày hôm nay là không có cái sứ quát thôi. Đúng rồi, chị bình thường chị bảo là ngày nào cũng có. Vậy có... thì chắc là mình sẽ còn có duyên quay trở lại đây một lần nữa để thưởng thức cái nồi lẩu bò. Dạ, sao chị? Hết rồi. Ta dặn gọi thợ lấy hết. À, thế là người ta đã order trước qua điện thoại rồi. À. Bình thường là một đêm khoảng bao nhiêu ký sứ quát như vậy chị? Cái chục ký đó, chục hơn ký. Đó mà một bự vậy nè. À, một cục vậy là bao nhiêu tiền chị? 50. Ồ. Oh. Gần 20 ký xí quách á. Dạ. Mà nó có hay hết xí quách sớm như hôm nay không chị? Đa số là hết nhiều, hay điện. Vậy là chưa bán là hết rồi á. Ừ. Trời ơi. Thế thì hôm nào mình phải gọi trước cho chị Hạnh mới được. Đúng. Cô Hạnh á.
để mình đặt trước cái xí quách để cùng với tất cả bạn thưởng thức. Thì ở đây mang về hay là ăn tại chỗ thì đều 50 ngàn hết. Và đặc biệt là tất cả đều cân định lượng như này này. Đây, nồi lẩu là đều cân hết về cái định lượng của một nồi. Đó, em cảm ơn chị nha. Cái này món xào. À, xào hả chị? À, có cả xào ở đây nữa. À, cái này là có khi là ít bạn để ý này, là còn có thêm cả xào nữa, ngoài cái lẩu là món chính. Thì hôm sau mình ăn xí quách với lại đồ xào. Hôm sau mình sẽ quay trở lại đây để ăn xí quách và cái món xào này. Này là giống như là xào lúc lắc, xào sa tế chị ha. Đúng rồi, sa tế. Đấy, mình xem chị xào một chút nha. Hôm nay là thực sự là mình chưa có duyên để thưởng thức cái món xí quách rồi, tại vì chị nói là hết sớm lắm. Đây là riêng cái phần gân chị ha. Phần này là bao nhiêu chị? 90. Rất là nhiều gân nha. Các bạn nhìn này, rau từ ớt chuông tới hành tây đều tươi và sạch sẽ. Ở đây mấy chị làm mình là ưng mắt lắm các bạn. Nếu mà khách quen thì sẽ biết chị nhỉ, khách lạ thì chỉ biết lẩu thôi. Không, mình có đồ, mình có nói khách nghe. À, khi mà khách ngồi tại bàn là mình có nói của... Bình thường lính đông lắm. À. tính hai mấy người nữa. Tại vì quán này là cực kỳ nhiều bàn ghế rồi chỗ ngồi rộng rãi các bạn ạ. Tại dịch tới về chưa lên kịp, quê Nam rồi đông lắm. Bình thường là có nhân viên Nam. Sinh viên đồ Nam nhiều lắm. Bây giờ là dịch mọi người cũng về quê nhiều rồi. Nên là chỉ có mấy anh chị em trong nhà làm bây giờ thôi. Đấy. Món gân xào này các bạn này. Bây giờ chắc là mình và Diễm cũng sẽ dừng cái clip ngày hôm nay ở đây. Thì hôm sau mình sẽ hẹn các bạn quay trở lại để thưởng thức những cái món xí quách và món xào của quán lẩu bò này. No say rồi. Nói chung là quán này của Diễm là một quán xứng đáng để các bạn thích món lẩu bò hoặc là muốn trải nghiệm đến thử. Đối với mình hôm nay ở đây mình thưởng thức thì mình tin tưởng về cái chất lượng ở đây là cực kỳ tốt các bạn. Và thứ hai là giá cả hợp lý. Đấy, chị làm xong kìa. Thì đó. Nhanh gì ha? 90 đây. Xào sa tế. Rồi bây giờ thì mình xin được phép kết thúc cái clip ở đây nhé các bạn. Cảm ơn tất cả bạn rất là nhiều đã theo dõi video hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả bạn trong những video tiếp theo của mình nha. Chào các bạn.